Mày Gì vậy? mà còn cái này hay lắm. Mời đây. Ơ đi mẹ, đang đang chờ cốt mà. Sao mic mày hôm nay bé đấy nhở? Mày tao này. Mày tăng mic lên 1000 lần giúp tao được không? 1000% được không? Alo. Alo, được chưa? Rồi, 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 ok. Đọc cốt nhá. Gọi đây. 8892. Cái kia có vẻ là đau về chưa không? Cái GTA có giống năm ngoái không? Thì lộ ra bạn gửi cho mày cái client mà chỉ cần bấm vào phát mày đau là được mà. Nhanh lắm. À, tại vì năm ngoái là phải tải cái gì đấy mà. Ờ thì nó sẽ tải nhưng mà nó ngắn. Nhẹ lắm. Ăn bánh mì mà đau không? Không. Nhưng mà mày phải đau GTA trước đi. Đau GTA ở trên Steam ấy. Mai đào. Nhớ mồm. Xong chưa? Lâu thế. Từ từ, lâu ngày không vào game. Tao lưu tí sao nào. Rồi, nó đi cơ. Từ từ, đi mẹ vội thế. Xếp lại cái đi mẹ. À, về lúc nào ấy? Chiều vừa về xong mệt phát thề. Khản hết cả cổ rồi. Qua hát à? Đâu, qua nghe nhạc. Không chưa? Always ready mẹ luôn ấy. Lên đường. Cái này có nháp không ấy? Phải hỏi trước ấy nhá. Đéo có nháp. Nào bố ba luôn đi. Ơ, bắn chưa? Ừ. Ôi, giao lưu. Ui, mẹ à, giao lưu lom gióm. Ôi, giao lưu. Nghĩ nhiều thế. Nghĩ nhiều đéo đâu. Mẹ. Mẹ. Anh chứ. Anh... Bắn có sách vở con mẹ rồi. Cứ thế mà bắn thôi. Sách vở rồi à? Ừ. Sắp xuất bản chưa? Sắp rồi. Có làm kiểu media day các thứ không? Có. Cũng mẹ ra mắt ra biết đấy. Họp báo ấy. Ừ. Khéo thế. Thế là gần trúng đấy à? Ừ, gần thế. Khéo đấy. Ừ, cũng được đúng không? Được. Ừ. Ui, bà tiến bộ nhỉ? Bà sát nhau à? Bài mới à? Ui, bạn ơi, bà viết sách nó phải khác. À. Boom! Được. Ôi, game này kết thúc rồi. Xong rồi. Hết rồi nhá. Boom! Đây rồi, mẹ à mày. Chết mẹ em chưa? Ừ. Xem như nào. Ừ. Thế được à? Sao
Tao lưu. Rồi nha, kết thúc nha. Mắt này bị lag à? Hơi lag tí. Được. Thôi xong rồi đấy. Thôi kết thúc rồi nhỉ? Kết thúc rồi. End game rồi đấy. Nghĩ lâu thế. Đang xem là kết thúc như nào cho nó kiểu xuất hiện kiểu ấy tí ấy. Thôi. Slow down lại tí. Thôi. Slow down lại tí đi. Tay, đéo giữ được ấy, tay cứ thế nào nhỉ? Kìa, slow down lại tí đi. Thề, đéo giữ được. Nó bị run quá. Thề phải cầm tay kia giữ luôn ấy. Ui ui, mẹ ạ. Sao thế nhở? Tay chân nó kiểu đéo gì nhở? Thì đâu biết đâu. Lạnh quá. Ừ. Tăng điều hòa lên cái đấy. Hảo rồi, bỏ nó. Ok á. Nóng quá rồi. Mở tí gió thôi. Ôi thôi. Gì nữa? Bắn khó thế. Kết thúc đến đi này ạ. Đúng. Ôi thôi. Tay chân giật thế nhở. Cái này ngang này, cái này dọc à. Thôi làm phát rồi đi. Ôi thôi. Thế trời hỏng. Đây đây, ở góc này à. À. Thôi nhở, kết thúc nhở. Ừ, kết thúc thôi. Mới bạn thôi. Ai à? À, con đấy thuyền đấy gãy sẵn rồi bạn ơi, nó hình chữ L đấy. À thế à? Ừ. Tưởng hình chữ U mẹ luôn ấy. Mày ăn xếp kiểu cái đấy nhờ. Ấy à. Mày à. Ấy à. Mày hai con nằm ngang à? Gớm nhờ. Biết giờ thì sao chỉ có 20 ô thì mày cũng phải biết xếp phết đấy chứ nhờ. Thế thì phải con đây chứ. Có thể. Rồi, con này con 5 rồi. Con này con 4 rồi. Bắn trượt mẹ à? Rồi. Theo nào. Không. Tại vì cũng nghĩ bạn là dạo này sẽ tiến bộ, bạn sẽ xếp dịch lên đi. Ai nghĩ bạn lại xếp sát như thế. Ai à. Ui thế con này con 5 rồi. Bạn lại đéo xếp sát rồi. Thế đéo là trông xếp giống nhau thế nhở. Có một sự kiểu mẹ mày tương đồng không hề nhẹ đây này. Thôi đừng giống thì giống đéo gì. À, ngoài có cái bạn có con ở đấy à? Cỡ khoảng đấy. Khoảng đấy thì thế chắc làm cạnh rồi, Ôi. À, tổ 3. Đây cái kia tổ 2 à? Mới kết thúc à? 5 4 3. À 2 cái 3. À. Tổ. Ôi. Mẹ mày bắn chuẩn nhờ. Thế nhỉ? Cái 2 đấy ở đâu được nhỉ? Hai nó hơi khó đấy nhá, bạn nhá. Mẹ em tí chết đấy. Hơi lo lắng đấy. Ừ. Hơi run tí. Sát sát đấy. Ơi, sẵn sàng đấy. Đối lập đâu. Ui à, mẹ mà nước bắn hết vào thuyền tôi rồi bạn ơi. Ây à, khó, thế thì hơi khó. Ây à. Ây à, sát thế, hơi sát. Mẹ à, bạn tin mày đấy nhá.
Sát đúng không? Ừ. Sát đéo đâu? Sát phải hướng nào chứ? Bạn hỏi thế đùa. Bạn tin mày lắm ấy nhá. Đây rồi. Thế trên này phải có một con nữa. Đau thế nhở? Ây à! Ây à! Mẹ, bạn xếp dính vào nhau thế cái luôn cả. Mẹ xếp liều nhờ. Đâu ấy nhỉ? Xếp vào đâu rồi đấy? Ui à. Mẹ cũng giật mình đấy bạn ạ. À thế? Ừ, giật mình đấy. Ủa kìa bạn ơi, à? Bạn đang đi đúng hướng thì bạn lại đi đâu? Thì thoảng thay đổi đi tí cho nó vui mà. Không ơi. À. Ai à. Dính nhau thế nhở? Con này là ngớ thuyền ba, đéo dám nối đít đâu. Đúng thật. Mẹ. Kết thúc. Mẹ thề. Mẹ để đâu anh? Ôi mẹ, mình thì chưa check được góc dưới á. Con mẹ. Mẹ lạnh thế nhỉ? Lạnh thế. Mẹ ảm rùa. Mạnh quá. Mày đợi bạn 30 giây. Bạn nạp tiền mà nạp VIP cái đã. Em ăn cái bánh mì cái sao nào. Mày ăn bánh mì không? Anybody? Ok à, sao mua đéo được nhỉ? Mua đéo được nhờ. Mày à, mấy game lừa à? Nhanh mẹ lên mày ơi. Dạ đâu. Nhanh thế. Kìa. Từ từ các bạn phải nạp đạn nhưng mày muốn cười rồi thì không biết đâu thì đúng quy trình mới nhét được viên đạn vào mày.
Ôi à. Mẹ mày. Bạn biết rồi. Mày hiểu cái bạn. Gì, cái gì? Anh bạn lúc đéo nào bạn bắn trách bốn góc. Mẹ mày sẽ xếp một một con như thế thôi. Mày nghĩ nhiều vậy. Không, mẹ mày. Mày cũng thông minh đấy. À, mẹ mày. Rồi cứ trách cho cố đi. Làm đã lâu thế. Cả thuyền cổ lô xí à? Từ từ. Mẹ. Thuyền đéo. Thuyền bạn mẹ. Dân tộc mẹ. Là làm việc cũng phải chậm chậm mày không? Đéo đấy tắc đạn à? Đấy bắn rồi đấy, bắn rồi. Đéo thì sao nó bị lag. Càng thế nhở? Hào rồi, hào rồi, hào rồi, càng. Thì đéo nào. Hào rồi. Ok kìa, bạn vội thế, bạn check luôn đấy con hai hay không? Trượt, mẹ. trượt tay. Thế... Nào, bắn xuống dưới rồi, thế đéo nào, lag. Bạn bắn quả cơm gạo đấy. Không, trượt tay thế, đéo là kiểu gì. Ô oh. Tuyển 5 à? Tuyển 6. Bạn tìm gì ở đây? Ý là bạn muốn tìm cái gì ở đây? Bạn thấy cảnh này con quen. Mẹ bạn chết chung chắc. Đâu biết đâu. Hỏi thế. Ây à! Giật mình luôn đấy. Càng đấy cũng càng đấy. Rồi, tuyển 3 rồi, ok. Gọn luôn này. Ây à. Ây à. Ây à, tuyển 3 à? Mẹ ăn mẹ đen thế nhở. Thì mẹ dọc chắc luôn. Thế phải ok. Ai à? Thế đéo là điều hòa hỏng hay sao lạnh thế nhở? Ai à? Các bạn điều hòa hỏng lạnh thế tay giữ tay lại cái. Ai? Không ổn rồi. Lạnh quá. Ai à? Mẹ anh. Ui à. Ai à, xong rồi, thuyền 4 ở đấy rồi.
Ui à, mày à, có nhét đâu nhờ? Còn có thuyền ba thôi đúng không? Ai à, mẹ à. Mẹ bới tung hết chỗ này ở đây, 1312. Rồi. Hãy nói cho tôi là bạn xếp ở góc đi. Bạn phải tự trách đi chứ, bạn đi hỏi thế. Đấy, 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 đi mà. Hết game rồi. Mẹ vãi, hết game thật này. Mẹ à. À, mẹ mày luôn. Còn thuyền 3 đúng không? Cần thuyền 4 nữa mà. 2 thuyền 4 mà. 4. Nạp VIP mà. Từ từ, mẹ mày cho bạn nghĩ một tí. Mẹ 1 2 3 4 3. Mẹ không nhét đây hơi phí. Ây dồ. Thế à bạn ơi. Trời ơi bạn ơi. Trời ơi. Khi nào này thuyền có khi nào nó lái cua được không? Nó cua đấy, con này cua đấy. Con mẹ. Thế nào là tự dưng nó bò cua rồi mà. Thì đánh lái không? 30 cái rồi bạn ơi. 30 cái bạn ơi. Bạn có muốn thử thêm phát nữa không? Bạn muốn thử không? Ừ, cho thử phát thêm vào. Bạn giảm vào bắn trượt đi. Bạn cho tôi thử phát thêm vào. Đấy ơi. Thử vãi từ đấy. Con mẹ nó cay thế rồi. Con mẹ. Con mẹ. 30 cái lên được. 30 cái đâu rồi, nhanh lên, khẩn trương lên. Từ từ xem ở đâu đấy. Mẹ. Con mẹ ơi thế. Nghĩ đến thế đi. Rồi, nợ bao cái mày cho gỡ phát đi, một cái bô ba lại đi. Không được bạn, bạn thua nữa, bạn chống 60 cái, ok chưa? Được, lên đường. Ok, lên đường. Mẹ em lại đéo phục tí nào. Trời lâu thế. À ready à? Next à? À ừ đó. Mẹ giờ thuyền bạn tối tân hơn rồi đấy nhá. Ready. Lâu thế. Từ từ ba. Mẹ thua 2 ván rồi. Nghĩ chứ. Lên đường. Go. Sao mày được bắn trước hoài vậy?
Cái là máy móc chứ tên đéo. Ủa khéo thế. Bạn như là một người nghệ sĩ. Mày nói thế là bạn chỉ bắn quanh chỗ đấy thôi. Là trúng rồi đấy. Ừ bắn bắn. Chết mẹ em đi. Đang tí đang dắt răng bạn ạ. Ok ạ. Bạn đang căng thẳng bạn. Đấy. Đấy là dắt răng. Đừng dắt răng đi à. Bạn đéo dùng tắm nước đi. Dùng rồi. Rồi. Vừa mới ăn sườn. Cháo sườn. Ê! Nặng thế. Nặng. Nặng thế. Đéo nào. Tay làm sao nhỉ? Tay nào không biết. Gì đây? Pháo hai nòng à? Thử. Ui mẹ mình khi nào hai con rồi. Mẹ đen thế. Sếp trông cái kiểu mẹ con đầu con cuối thế nhỉ? Mẹ đen thế nhỉ? Ui da. Thế đéo nào nhỉ? Khéo. Khéo cái đéo gì? Khéo cái đéo gì? À, thuyền 3. Thế con này phải là thuyền 4, thuyền 5. Đéo chạm đít. À, chạm đít con thuyền 4. Thế con kia là con thuyền 3 nữa. Mẹ quyết đoán thế. Tao gì nhìn lạ nhỉ. Đẹp đấy, đẹp đấy. Được đấy. Trông có tí thì mọi người ngoài hành tinh đấy. Đầu tư đấy. Ây da. Bạn ơi. Con thò con thụt nhỉ. Bạn ơi. Bạn ơi. Rồi được rồi, được rồi. Mẹ bạn dùng chiêu cũ đúng không? Một con 3, một con 2. Mẹ em check hết ở trên này. Ui bạn ơi. Bạn bị chột dạ đấy. Thế đấy nó phải có một cái uyển khúc gì ở đấy bạn ơi. Đúng chỗ này. Đéo phải bạn ơi. Bị trượt tay. Khổ lắm, bị trượt tay. Dưới này trông vẻ còn lắm thì dưới này phải còn khoảng 2 con nữa. Bạn gật đầu cái xem nào cho vui câu chuyện đi xem nào.
Bạn cứ check đi. Đã đang check đấy. Mẹ mình có bị lún sâu vào chỗ này quá không nhỉ? Đông dưới này. Mông lung thế. Ui, bạn check kỹ thế. Nào nhở? Chốc mẹ. Ui. Thế là thành được thành cái giáo rồi đấy. Không thể là con hai được, nó phải là con dọc, xong nó làm hờ hững ở đây. Ba, đéo phải. Ui ơi, bốn à? Ơi năm à? Ui bạn ơi. Ây, tinh tế đến như thế rồi. Mẹ ảo thật đấy. Thúc con 5 vào đấy. Đây rồi, có con nối đuôi ở ngay đây rồi. Nối đuôi ở đây chứ còn ở đâu nữa. Đùng. Ai à. Ai à. Ui. Ôi bạn ơi, sao bạn để đấy? Ây. Ôi, bạn để hết đêm, bạn để bắn tính đêm. Nó chỉ có hai sự lựa chọn đơn giản rồi, bạn vẫn chưa lựa chọn khó được, hay thật đấy. Ui giống con hai thế nhờ bạn nhờ. Mày nhét con hai vào đấy à? Ui bạn ơi. Tàu lượn rồi, tàu lượn rồi. Bạn ơi, tàu lượn rồi. Tạm biệt. Tìm cái gì, bạn đi tìm cái gì, bạn đi tìm cái gì? Xem chỗ ấy nước sâu không bạn ơi. À thế bạn cứ kiểm tra thôi. Check cái bạn ơi. Úi giời, sao bạn bắn lên tận đấy? Trượt. Ui, bạn ơi. Sao bạn để đấy? Sao đấy bạn? Sao dễ thế? Một không. Lâu thế. Kìa. Từ cho nghĩ, mẹ đang thế thua thì bạn một cười thật. Lên đường. Ấy à. Đây rồi, mẹ được bắn trước rồi.
Ui ôi, mẹ đọc bạn như một quyển sách luôn, thề. Ui, sao bạn lại giạt ra góc? Zolo thế? Sao thế bạn? Sao thế? Đéo mẹ con em trước lại xếp giữa mà đéo nó trôi ra tận đấy nhở? Úi ồ. Cái dài thế. Ây à, mẹ dọc ngang lẫn lộn nhỉ. Sao bạn? Sao thế bạn? Xếp giảm thế. Phải có tí cầu kỳ đi tí chứ. Úi dồi. Úi dồi. Bạn xếp buồn cười thế. Xếp phải dễ đoán quá, chơi nó không hấp dẫn bạn. Cái gì đây? Bạn tìm cái gì đây? Trượt tay. Đoán nhầm à? Hơi nhầm tí. Ô, trượt tay à? Được rồi, kết thúc. Thuyền mấy bạn ơi? Thuyền 5 à? Thuyền 9 bạn ơi, bạn bắn dài hết lên là vừa đấy. Thuyền 5 rồi. Các bạn này tỉ bắn thuyền xong các bạn nhắc tôi làm pick me cái không quên đấy. Mẹ bắn nhè tự nhiên thành khó trách này. Oh. Sao đây bạn? Ờ. Ờ.
Hai con à? Thuyền bị gãy bạn ạ. Gãy à? Ừ, gãy. Ừ. Ồ. Ồ. Mẹ. Chả có nhẽ. Giờ khoanh con hai nó khó này. Đâu nhỉ? Đâu phải đấy. Khó nhỉ. Đâu ta. Hello. Hello, cảm ơn bạn nha. Tập diu. Chết mẹ mày chưa? Mày, con hai ở đâu đây? Bê bạn muốn hòa hay là mỗi thằng chồng 30 cái này? Thôi, mẹ lần sau đi. Mẹ thôi, quá rồi. Bây giờ, không, từ từ. Bê bắn đúng một ván thôi, đúng một ván nếu phải bố ba. 20 cái. Ok. Đang hòa mà đúng không? Xong chồng luôn nhá. Lên đường. Lọc rồi chứ. 20 cái nhá. Rồi, lên đường. Go. Nhanh thế. Dạ, yeah, người ta đánh. Lên đường. Vô. Đây rồi. Ây à.
Mẹ à, thuyền bạn bị lỗi à? Sao lỗi được bạn? Tôi có hai thuyền thôi. Ui. Ai à? Là bạn quăng game à? Thằng quá nhờ. Ui. Ai à? Sao đây? Chắc sao không chắc bạn? Yêu dài thế. 66 thuyền 6 thuyền 6. Ui. Kinh thế nhỉ, giờ cũng check bốn góc mẹ. 332 này khó bắt này. Tìm gì? Tìm thuyền. Phải biết bạn tìm. Phải biết bạn tìm cái gì đã chứ. Ui dài thế. Bạn thuyền 7 bạn ơi. Dài thế bạn. Ô. Thuyền 3 với thuyền 4. Mẹ bảo thuyền 7 mà đéo tin, bạn lừa mày bao giờ à, đâu. Đái thật. Đéo ai nghĩ lại cột vào với nhau như này. Thế thế nào? Cái nữa ở đây luôn không? Không à. Ôi. Rồi. Hai con sát vách với một con ở giữa, chuẩn chưa? Lên đường này. Ây à, chỉ loay quanh chỗ này thôi. Sát vách trên rồi. Mẹ thôi đéo bắn góc này nữa thề. Mẹ sới tung mẹ lên hết rồi. Đi vào. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Không có ở giữa đó thôi. Hết rồi. Ừ. Rồi.
đây. 2 à? 3 à? 5 à? Bạn nghĩ lâu thế. Ăn bạn phải tự tin lên chứ. Đắt vách rồi. Vách ở mỗi góc nào thôi. Vách dưới, vách trên. Vách này, vách này. Vách này. Ây à. Vách này. Ây à. Bạn gần đến đích rồi đấy. Ây à. Thuyền 2 à. Vách này. Ây à. Ê ơi, cái vách nào nhỉ? Chỉ vách 2 nào đó thôi. Ây à. Phải phí 3 viên rồi đấy. Ây à. Nó chỉ ở mấy cái vách này thôi. Cơ mẹ ơi, trời ơi. Ủa ôi, khiếp mẹ bắn sới tung với cả chỗ lên ạ. Mới tìm được con thuyền 2, nó sợ thật. Suy xoa đấy. Kéo nào nhỉ? Suy xoa đấy. Bạn à, mẹ đái ra máu đấy. Đéo đùa đâu. Chỉ ở mấy cái lỗ này thôi. Đấy, máu đi. Ui. Mẹ tí chết đi. Nếu đùa bạn phải đi bán giải trò này, Piu ạ. Ui. Nước bắn tung tóe hết thuyền tôi bạn ơi. Sát sàn sạt. Ui. Mẹ ăn tính bằng cm đấy, trượt đúng tí. Mẹ chẳng hạn nó giấu đây liều quá nhỉ. Liều thật. Ui. Lên đường. Ngang dọc. Mẹ phải đấu đầu à. Ui. Lên đường. Mẹ ơi rồi ôi cái hai ở đâu mẹ. Lên đường kéo tới nữa. Bạn ơi. Nào. Lên cao bạn ơi. Ôi, mẹ mình fix đúng rồi, mình đéo đục rồi, ôi. Thua là thua bạn ơi. Đây, để tôi lên xem stream bạn luôn. Mẹ, mình... Chơi đi, 40 cái. 20, 40. Đâu để cam kiểu gì được nhỉ? Nhanh bạn ơi. Để cam kiểu đéo đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám. Cái đéo mẹ mày hai cái nữa. 20 gói đây. 20 đéo với 18 tao ngồi đếm. Giả nốt đấy. Thế rất ăn gian nữa tề.
Tôi phải đi ngủ đây. Rồi, ngủ đi. Ai kìa. Thật. Yeah. Tích được đúng cấp rồi, đéo hiểu sao. Như vậy là tôi đã chiến thắng vua bán thuyền đến từ Hải Phòng rồi. Yes. Ok. Good night, ngủ nha. Ngủ đây, bye bye. Bye bye. Bye bye, em trên stream luôn nha. Khỏe quá. Sướng, 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 sướng. Vui, 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 vui. Mai có clip YouTube rồi. Hello, YouTube. Yes.